Hi, xin chào các bạn và mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Mercedes-AMG SL43, đây là một cái chiếc xe không dành cho số đông. Và SL43 các bạn thì có thể nói đây là một cái chiếc xe rất là kén khách hàng. Kén khách hàng ở đây không phải là cái chiếc xe nó có thể là quá mắc, nhưng mà kén khách hàng ở đây bạn bởi vì là đây là một cái chiếc xe không phải là chiếc xe để sử dụng hàng ngày, không phải là cái chiếc xe cho những cái chuyến đi xa cùng gia đình. Mà chiếc xe SL43 AMG này, đây là một cái chiếc xe có thể nói là mình sử dụng ở những cái mục đích khác, chủ yếu là như nghĩ là mục đích về giá trị về cảm xúc ha, hoặc là giá trị về hình ảnh là chính ha. Các anh chị tìm đến chiếc xe SL43 AMG này thì có thể nói là một khách hàng, ngoài cái việc mà có nhiều tiền bạn thì có thể nói là các anh chị rất là biết hưởng thụ cuộc sống và enjoy cuộc sống ha. Đó, bởi vì đây là một cái chiếc xe thật sự các bạn rất là cảm xúc ha. Đó, và với cái chiếc SL43 AMG này bạn rất là hiếm ở Việt Nam, và số lượng mà bên Duy bán ra bạn thì đâu đó khoảng tầm 4 xe thôi. Và chiếc xe này có thể nói là cái chiếc xe thứ 5 ha, là những cái chiếc xe mà Duy biết được và lăn bánh ở ngoài thị trường. Và đối với cái chiếc xe SL43 AMG này, với cái giá trị nó rất là cao ha. Đó, và với cái chiếc xe này thì hiện tại bên Duy đang có sẵn là màu sơn trắng ha, và nội thất màu đỏ. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem lại cái chiếc xe SL43 AMG này với màu trắng nội thất đỏ ha. Và chiếc xe này đang có sẵn tại Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nếu các anh chị các bạn nào đang quan tâm tới cái chiếc xe này thì có thể đến ngay showroom bên Duy ha, để xem và trải nghiệm cái chiếc xe này nha. Với SL43 AMC này có một cái tỷ lệ rất là đẹp các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chiếc xe này nó rất là hấp dẫn khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này ha. Thì SL43 đây là một cái chiếc xe thể thao hạng sang các bạn, cho nên là với cái thiết kế các bạn sẽ thấy là những cái đường nét được thiết kế rất là mềm mại, rất là sang trọng ha. Nó sẽ không có hầm hố, nó sẽ không quá cầu kỳ đâu. Nhưng với chiếc xe này các bạn, đó, những cái nét đẹp của nó nhìn rất là nhẹ nhàng và rất là quyến rũ các bạn ha. Đó, và với chiếc xe này các bạn khi mà để ở showroom như thế này thì các bạn thấy nó rất là đẹp ha. Nhưng đối với SL43 AMG này, lăn bánh ngoài đường các bạn nhìn còn thấy là hấp dẫn hơn rất là nhiều ha. Đối với SL43 AMG phiên bản 2024 này các bạn, thì nhà sản xuất sẽ thay bằng cái mui gấp mềm, thay vì đối với phiên bản trước đây là mui gấp cứng. Thì các bạn biết rồi ha, mui gấp mềm thì có một cái thời gian đóng mở mui nó sẽ nhanh hơn so với mui cứng. Đó, và đối với cái chiếc xe SL43 AMG này, khi mà chúng ta đóng mở mui các bạn chỉ mất là 15 giây ngay khi chúng ta chạy ở tốc độ là dưới 60 km/h. Có nghĩa là chúng ta vừa chạy và chúng ta có thể là đóng mở mui được các bạn ha, nó rất là tiện lợi. Đó, và các bạn sẽ thấy một điều, cái mui gấp ở cái phiên bản 2024 này nó cực kỳ đẹp luôn các bạn, và có thể nói là tinh gọn và sắc sảo và rất là tinh tế hơn so với rất là nhiều những cái mẫu xe mui trần khác. Đó là khi mà chúng ta gấp mui các bạn thì không cần phải mở cái cốp xe này phía sau ra nữa mấy bạn nha. Đó, đối với phiên bản trước đây á, thì muốn đóng mở cái mui này thì cái cốp sau này phải mở ra, và đó sau đó là mui sẽ được gấp vào ở trong cái cốp. Nhưng đối với phiên bản 2024 này thì các bạn, SE của chúng ta đóng mở trực tiếp luôn, chúng ta sẽ không cần mở cái cốp này luôn. Đây là một cái thiết kế thật sự là Duy thấy là chỉ có trên SL43 AMG này hoặc là SL63 AMG. Đó, và đây có thể nói là một cái mui gấp mà đẹp nhất từ trước tới giờ mà Duy thấy ha. Đó, và đối với cái chiếc xe SL43 AMG này, nhà sản xuất thay thế bằng cái mui mềm. Đó, cũng muốn là giảm trọng lượng của cái chiếc xe này xuống, cũng như là hạ trọng tâm cho cái chiếc xe có một cái độ bám đường và cảm giác lái sẽ thú vị hơn các bạn ha. Ok, và đó là cái phần mui của chiếc xe các bạn. Và ngoài ra chiếc xe này còn có rất là nhiều những công nghệ ha, những cái trang bị ha, rất là hấp dẫn nữa. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào phần đầu xe của chiếc xe SL43 AMG. Đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe AMG. Thì các bạn sẽ thấy ha, những cái thiết kế này thì Duy đã giới thiệu cho các anh chị các bạn xem rất là nhiều rồi. Đó, và một cái điểm nổi bật của cái xe SL43 AMG này có thể nói là cụm đèn pha ha. Khi mà nhìn từ phía trước như thế này thì chúng ta cảm thấy là SE của chúng ta trông rất là cá tính ha, rất là cá tính luôn và rất là gọi là ngầu luôn các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy ở khu vực này sẽ có một cái camera, mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao nhỏ gọn thôi các bạn, nhưng SL43 AMG vẫn được trang bị camera 360 độ ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là logo Mercedes-Benz ở đây sẽ thay thế bằng logo của AMG luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cái bộ mâm ha của SL43 AMG. Đó, với bộ lốp xe là Michelin, kích thước lốp là 265/40 ZR20. Đi kèm với lại cái bộ bánh xe các bạn thì các bạn sẽ thấy là cụm phanh được sơn màu vàng và có logo AMG với cái đĩa phanh rất là to. Thì đặc biệt bạn đối với những cái chiếc xe AMG thì những cái chi tiết này có thể nói là tiêu chuẩn rồi, và hầu như là xe nào của chúng ta bắt buộc cũng phải có một cái cụm phanh và một cái đĩa phanh rất là
là to như thế ha. Đó, các bạn thấy mâm của ta là mâm AMG ha, rất là đẹp ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy một cái logo, một cái dòng chữ ở đây, các bạn sẽ thấy là Turbo Electrify. Đây là một cái công nghệ turbo mới ở trên những cái chiếc xe AMG thế hệ mới, cũng như là đây là một cái công nghệ được thừa hưởng từ những dòng xe đua F1 của Mercedes-Benz. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này nè, rất là đẹp luôn các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này các bạn, thì cái kính xe hoặc là gương chiếu hậu sẽ được bắt ở trên cửa nè các bạn. Nhìn nó rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy tay nắm cửa của SL43 AMG là một tay nắm dạng ẩn ha. Đó, với chi tiết này thì Di cũng đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đó, và một điểm nữa các bạn, thì SL43 AMG này được trang bị gói Night Package 2, có nghĩa là có rất là nhiều những cái chi tiết Night Package. Các bạn sẽ thấy ở đây là gương của chúng ta màu đen nè, cái phần mui nó sẽ màu đen nè, nó sẽ khác màu với màu sơn của xe nè. Các nẹp e-doc thay vì là những cái nẹp mạc rơm bạn thì sẽ là được sơn màu đen luôn. Ngoài ra những cái logo ở phía trước, phía sau cũng như là lưới tản nhiệt cũng được bọc bằng một cái chi tiết màu đen ha, nhìn nó sẽ nổi bật hơn ở cái phần màu sơn trắng này rất là nhiều. Thật sự đây là một cái chiếc xe mà có một cái phối màu mà Di rất là thích luôn các bạn, có thể nói là tuyệt vời ha, là màu sơn trắng ở ngoài và màu nội thất đỏ ở bên trong ha. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu các bạn nha, thì các bạn sẽ thấy là cụm đèn ở phía sau của chiếc xe SL43 này các bạn ha, rất là đẹp luôn, và có một cái thiết kế gì đó rất là tương đồng so với cụm đèn ở phía trước. Là các bạn thấy không, bây giờ cái cụm đèn được thiết kế rất là nhỏ và được kéo dài các bạn thấy không, đó rất là đẹp các bạn, bảo đảm luôn các bạn, chiếc xe này khi mà đi vào ban đêm ha, chúng ta nhìn từ phía sau của chiếc SL43 AMG này thì các bạn thấy ha, thiệt sự luôn các bạn, rất là cảm xúc, rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy tiếp theo nữa là ở đây có một cái cánh lướt gió ha. Thì đối với cánh lướt gió này có thể là tự động đóng mở luôn các bạn nha. Khi chúng ta chạy ở tốc độ cao thì cánh lướt gió này sẽ tự động đưa lên. Thì đây là một cái chi tiết mà có thể nói là hầu như trên những cái mẫu xe thể thao ha, hiệu suất cao thì đều có các bạn, để giúp cho cả chiếc xe của chúng ta bám đường tốt hơn ha. Và một điểm nữa các bạn, khi mà chúng ta nhìn tổng thể ở cái phần đuôi xe ở phía sau của chiếc xe SL này các bạn, thì chúng ta sẽ rất là dễ hình dung đến cái mẫu xe huyền thoại, đó là 300 SL của Mercedes bạn. Đó là một cái chiếc xe mà có thể nó đem ra bán đấu giá với một cái giá trị có thể nó là cao nhất và kỷ lục luôn ha. Thì các bạn nhìn ở cái phần đuôi xe này rất là giống các bạn, được thiết kế rất là đơn giản, rất là cổ điển luôn, và đâu đó nó vẫn giữ được cái nét hiện đại ha, vừa hiện đại vừa rất là hoài cổ luôn các bạn. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở đây có phần bô xe nè, có logo của AMG trên này ha, và bô của chúng ta là bô kép đối xứng hai bên. Ok, bây giờ Di sẽ mở cái cốp lên cho các bạn xem nha. Bởi vì đây là cái chiếc xe thể thao, bạn một xe mua trần nữa, cho nên là cái cốp xe của chúng ta thì Di nghĩ đâu đó để được một cái vali nhỏ thôi ha, nó sẽ không có quá rộng để chúng ta mà để đồ đâu. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn xem lại cái phần nội thất của chiếc xe SL43 AMG này. Về phần nội thất thì các bạn sẽ thấy là nội thất của SL43 AMG này thì nó y chang trên SL63 các bạn. Đây là cái ghế AMG Performance. Đó, thì đối với cái dòng SL này các bạn, thì ở trên thế giới có sẽ có hai cái phiên bản là để chúng ta chọn ghế. Nhưng đối với ở Mercedes-Benz Việt Nam các bạn, thì Mercedes-Benz Việt Nam đặt luôn cái ghế AMG Seat Performance luôn. Ha, đây là cái ghế thể thao rất là mỏng nè các bạn. Đó thì giúp cho cái, thực ra thì đối với cái ghế thể thao này thì các bạn nhìn nó sẽ thích hơn rất là nhiều so với là cái ghế AMG thông thường ha. Và cái ghế của chúng ta sẽ mỏng hơn và ôm người hơn. Đó, và đối với cái chiếc xe SL43 AMG các bạn, thì trên ghế này chúng ta còn có một cái chỗ để làm thông gió, làm nóng nè ha, ở khu vực này. Thì thật sự đối với ở Việt Nam các bạn thì chúng ta sẽ ít khi sử dụng cái này, nhưng mà ở nước ngoài các bạn, khi mà chúng ta lái cái xe mui trần ở dưới trời lạnh á, thì đây là cái chi tiết để chúng ta sưởi ấm cổ ha. Đó, và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy đây là cái vô lăng AMG đặc trưng rồi, thì các bạn sẽ thấy là đáy bằng cũng như là có rất là nhiều những cái gấp khúc. Ở ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái nấm xay này để chúng ta điều khiển những cái chế độ lái của cái xe hoặc là những cái tính năng khác nữa các bạn ha. Đó, thì với cái vô lăng này thì cũng là vô lăng đa chức năng, nó cũng giống như những cái vô lăng khác rồi ha. Và đối với màn hình MBUX này, đây là màn hình thế hệ thứ hai các bạn nha. Đó, và với cái màn hình này thì nó cũng sẽ giống như những dòng xe S-Class, dòng xe C-Class hoặc là GLC, nhưng đặc biệt trên dòng xe SL này thì chúng ta có thể là điều chỉnh được cái độ nghiêng của cái màn hình này các bạn. Đó, bởi vì đây là cái chiếc xe mua trần cho nên là
điều chỉnh cái góc nghiêng này giúp cho cái chúng ta chống chói thôi, sẽ thấy cái nội thất của nó rất là khác so với những cái chiếc xe thể thao thông thường đó. Và các bạn thấy nè, những cái chi tiết ốp da nè, đường chỉ nè, những cái hốc gió máy lạnh nè, hoặc là những cái chi tiết khác, bạn nhìn nó rất là cảm xúc, nó rất là đẹp và nó cực kỳ gọi là cảm xúc luôn ha. Chứ không giống như những cái mẫu xe thể thao quá đặc trưng. Đối với những chiếc xe thể thao mà quá đặc trưng các bạn, thì các bạn thường thấy là nội thất nó rất là đơn giản ha, chủ yếu là nghiêng về cái cảm giác lái, nghiêng về cái hiệu suất của cái xe là chính ha. Nhưng đây không phải là cái chiếc xe các bạn như vậy ha, mà là một cái chiếc xe SL, là một cái chiếc xe dành cho các ông chủ các bạn yêu thích lái xe ha. Ok, bây giờ Di sẽ nổ máy cái chiếc xe SL này lên và đóng mui cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ Di sẽ đóng mở mui nha. Chúng ta sẽ có hai cái cách để mà chúng ta đóng mở mui các bạn. Một là chúng ta bấm cái nút mở mui nè các bạn, chúng ta buông ra, sau đó chúng ta bấm thêm một lần nữa thì cái mui gấp nó sẽ đóng hoặc là mở. Ngoài ra cái cách thứ hai nữa các bạn là chúng ta có thể là cảm ứng ngay trên cái màn hình này nè ha, đóng mở mui nè. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe SL 43 AMG này nha. Xe của chúng ta sử dụng động cơ 2.0 lít, công suất lên đến 381 mã lực và moment xoắn lên đến là 480 Nm. Và SL 43 còn kết hợp với lại một cái hộp số tự động 9 cấp MCT do AMG phát triển riêng đó, và giúp chiếc xe SL 43 AMG này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 4,9 giây. Thực sự đây là một cái chiếc xe rất rất là cảm xúc luôn. Và đây là Mercedes AMG SL 43 với giá bán là 6 tỷ 959 triệu đồng và đang có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Di. Nếu các anh chị các bạn nào đang yêu thích mẫu xe này và quan tâm mẫu xe này thì đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.